Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel mình, channel Vôi Tạc Jimmy. Rồi, clip này thì mình đã chúc các bạn buổi trưa thật là mát mẻ nha. Tại vì giờ cũng là trưa rồi. Rồi, như thường lệ quảng cáo nó đã hiển thị, cũng như là giây thứ 10 và phút thứ 5, còn ngoài ra còn phút thứ 10 nữa, tổng cộng 3 mốc. Các bạn xem clip mình nhớ subscribe kênh, cũng như kích quảng cáo cho mình thật là nhiều, cũng như là ủng hộ mình với một cái tinh thần động lực nha. Trưa nay thì chắc là bây giờ thì các bạn đang mê say cho Jimmy rồi, tại vì Jimmy nó có đã mở rồi, nhưng mà mình thì cũng không biết. Mình cũng chưa vào trên mây thử nữa, mình vừa khởi động mạng lên là mình phải truy cập ngay vào đây, mình làm clip cho bạn như đã hứa. Thì hôm nay, trưa nay mình sẽ làm một cái clip test con tướng. Hôm qua mình có test lao trẻ trâu đây. Thì thật sự đợt này mình gần đây mình test rất là nhiều con tướng lạ cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay lại một con tướng cũ để cho chúng ta nhìn nhận lại cũng như quan sát đó. Hả? Thì hôm nay mình test lại một con tướng cũng rất là cũ nha các bạn rồi, nhưng mà sức mạnh của nó rất là ghê gớm, có thể nói là ngang ngửa Luffy. Vì sao ngang ngửa Luffy? Nhắc đến Luffy thì chắc là chúng ta liên tưởng ngay đến skill châm nọ. Thì anh chàng này đợt này mình test cũng có một châm nọ, đó chính là anh chàng chim cúc chim bơ, mắc diều hâu. Ok, mắc diều hâu, anh chàng này phải nói là cực mạnh các bạn ơi. Nhìn các bạn nhìn hệ số nè, đó mạnh chưa, đánh nhận thì chắc chắn rồi, đánh nhận thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Và anh chàng này có một cái điểm đặc biệt, đó là mặc dù không quá chát quậy nhưng mà nó cũng rất là mạnh, mạnh cực kỳ, với một cái thanh kiếm gọi là hắc kiếm, và là một kiếm sĩ gọi là mạnh nhất trong One Piece luôn. Mặc dù hầu là kiếm sĩ mạnh nhất rồi, không ai có thể mà sao chống nổi rồi. Thì đẳng cấp của anh thì đã vượt lên giới hạn luôn rồi, người ta giới hạn là hàng rào thôi, còn anh là anh qua cái đẳng cấp hàng rào luôn, anh là bờ rào luôn rồi, không thể nào mà sánh được. Thì hôm nay mình sẽ trang bị đầy đủ đồ cho Mặc dù hầu, rồi mình sẽ đi phá bạn xem thử coi anh ấy tung những cái đường kiếm, những cái đường chém như thế nào nha. Thì nói về cái vũ khí thì mình sẽ không mang, tại vì cái chiêu thường của nó rất là mạnh, nên mình tốt nhất là mình không mang, mình chỉ mang cái nhẫn để cho mình chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm thôi. Mà cái nhẫn cái đâu rồi, đây cái nhẫn nguy hiểm đây các bạn. Đây, mình sẽ mang cái nhẫn cộng 86, viên ngọc thì cũng cùi bắp thôi, nhưng mà cộng 86 là cũng ngon rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mang vào trận hình, cũng như là mình sẽ chắc mình sẽ mang một mình anh ấy đi thử xem sao đó. Rồi tháo những cái con búp nội ra đi, thử test kêu hai người thôi, coi thử nó làm sao đã. Rồi sử dụng trận hình này nha. Rồi Mr. 4, có bạn tiếp theo mình đi sẽ là Mr. 4. Như các bạn biết thì mắc dù hầu thì nó đẳng cấp nó phải nó chùm rồi, vừa vượt qua đẳng cấp hàng rào lên đẳng cấp bờ rào, mà còn qua những cái đẳng cấp chim cúc chim bơ nữa. Anh đã lên một cái đẳng cấp mới gọi là dù hầu luôn rồi, chứ anh không còn chim cúc chim bơ nữa. Ai hôm nay mình lại quay về sa mạc. Đợt trước mình đánh dưới biển gặp cá mập rồi tùm lum, thì hôm nay mình sẽ quay lại sa mạc. Đây là mít gì đây, mít chuột chuỗi hả? Bà đây là bà chuột chuỗi đào hang các bạn ơi, mình sẽ bắt bả không cho bả đào hang luôn. Còn đây là Mr. 4 mang theo một con chó này, ít bữa mình cũng sẽ test anh Mr. 4 này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi những cái trận đấu đầu tiên để quan sát coi mắc diều hâu như thế nào nha. Mắc diều hâu của mình thì khỏi nói rồi, đẳng cấp bờ rào thì ai cũng biết, và tuyệt chiêu nó rất là lạ, các bạn quan sát chiêu nè. Đó, mình đặt cho việc cái tuyệt chiêu này gọi là tuyệt chiêu khiến cho đối phương bị nứt cục. Các bạn biết bị nứt cục không? Đây, nếu các bạn quan sát kỹ các bạn sẽ thấy sau khi chém thì có cái con địch bên kia sẽ bị nứt cục nha. Đây các bạn quan sát nè, nứt cục. Đó, ui chết rồi, không quan sát được. Chúng ta sẽ quan sát lại một dịp khác. Còn bây giờ thì chết đi, thấy chưa? Tận thế tới rồi. Nó mà có nộ rồi, tận thế tới rồi, bác sĩ, y tá gì cũng chết. Rồi, bánh xác. Quá mạnh, quá khủng khiếp. Thế này thì là ai mà chơi với nó nữa đó các bạn. Cho chúng tốt nhất chúng ta nên dành cho đối phương những cái sự ưu ái. Mình sẽ tháo này ra, mang cái nhẫn này sơ sơ vậy thôi. Cái nhẫn mặc dù rèn nhưng mà không có cường quá, để xem coi nó thế nào nha. Đây, một lần nữa mình sẽ cho các bạn xem lại tuyệt chiêu khiến cho đối phương bị nứt cục nè. Đây các bạn nhìn kỹ thằng cầm súng nha, sau khi bị mắc dù hâu chém nè. Đó, nó giật lên đúng không? Mình gọi đó là bị nứt cục đó. Quá hợp lý luôn. Đúng là một sự kiêu quá đã bá đạo, khiến cho đối phương bị nứt cục. Rồi có nọ rồi, tận thế tới rồi. Trời ơi, quá mạnh. Hồi chấm nổ nữa, thế này thì ai mà chơi với em nữa. Thôi, nhân vật chính quá yếu. Nhân vật chính đã được tuyển dòng sớm rồi. Trời ơi, mạnh dữ cha. Cái này chắc mình khỏi mang nhận rồi, nó cũng giấc người được quá. Thôi, những cái đường chém hắc kiếm. Trời ơi, long trời lở đất luôn bạn ơi. Mạnh quá, không thể nào mà chơi nổi. Rồi, tốt nhất mình sẽ tháo cái nhẫn này ra cho nó an toàn đi. Rồi, tiếp tục nha. Để coi thử. Ui, giờ lần này hàng dọc ba đứa kìa. Ui, quá phê. Đấy, hàng dọc càng nhiều, chém càng phê, có gì đâu mà.
chưa, nứt cục. À, đối phương bị nứt cục liền, nó khát nước, khát nước là bị nứt cục liền. Ở hiện tại cái trận hình mình đang đánh đây là cũng là một cái trận hình sa mạc, có một cái thành trì bị chôn vùi. Ở phía xa xa mình thấy có một cái thành phố ngoài đó, nó đang rất là cao, xây cũng rất là cao, rất là kiên cố đấy. À da, khiên một giọt à, thời này còn chơi khiên một giọt à, nứt cục nè con, rồi vẫn một giọt. Khá đấy, mày được cái khiên một giọt mày khá lắm. Rồi mất khiên rồi nha con, mất khiên rồi, chuẩn bị ăn đòn của tao đây. Rồi, lần này không chết bạn ơi. Mình không mang nhận nó thì nó vẻ yếu đi một chút, nhưng mà không sao, yếu đi một chút thì cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mà trong trường hợp này thì có vẻ như tên kia nó giảm nổ mình. Giảm nổ hả con, hay lắm, giảm nổ đi. Giảm bị giảm nổ đi. À, đối kia dưới kia nó cũng búp nổ lại cho tao à. À, thanh kiều mày nha. Ủa, không có nổ, à, có nổ rồi, hên quá. Chết được hai con phía sau. Cái ông chó điên kia, ông chơi cái khiên một giọt là mình không thể nào phao được ổng. Rồi không sao, tuần sau thì ổng cũng sẽ chết thôi. Ấy, thanh niên này chém là kiếm ánh sáng luôn, cái ghê đó. Rồi cái con này chuyên gia giảm nổ mình đây. Mình sẽ báo thù nó. Chích tao nhiều vô. Tao kêu chích tao nhiều vô, tại sao không chích. Rồi giảm nổ nữa. Rồi, kiểu này là không bao giờ có nổ, à có nổ rồi. Mày láo là con nữa, ông áo chết gì. Ấy, mày cứ giảm nổ tao đi, không xin nha. Mày cứ tới tuần tao, tao lại có nổ, tao lại chém mày thôi. Đó, cứ nứt cục dài dài đi con. Rồi có nổ nè. Đấy, rồi xong rồi đó. Số mày đèn rồi đấy, chưa chết hả? Chưa chết thì chiêu thường là đủ giết rồi. Không cần phải chiêu nọ. Đấy, thanh niên kia chém ra cái đường ánh sáng nhưng mà ghê gớm nha. Rồi, chị ra bây giờ là 1-1, cuộc chiến giữa hai người đàn ông. À, chim cúc chim bơ và sông đa và cái đao sẽ đánh nhau. Không biết ai sẽ thắng. Mình cảm thấy là cái đao của mình nó đẹp hơn thì phải. Ui, đao dở thì tất nhiên phải thua rồi. Đao đẹp luôn luôn phải thắng. Yeah, quá mạnh. Sức mạnh đúng là y chang Luffy đó các bạn. Mặc dù nó không được cái biệt hiệu gọi là cái gì ta, cú đấm ra đi của Luffy, nhưng mà thôi vậy cũng là ok rồi. Luffy thì nó có việc nhanh là cú đấm ra đi, một khi anh ấy đã đấm là ra đi không trở lại luôn. Còn mắc dù hao này mặc dù có châm nọ nhưng mà không có cú đấm. Ui giời, ba kia ba khoan lòng đất, cái bà bay tới chỗ mình, bà đánh mình như một vị thần đó. Bà già chuột chuỗi à, chuột chuỗi thì được rồi, tao sẽ dùng con mèo chuỗi của tao ăn chuột mày luôn. À, mặc dù mất dương hâu này nó không có thì kêu ra đi mãi mãi, nhưng mà thôi vậy là quá ngon rồi đó các bạn. À, mặc dù vậy nhưng mà cũng là sư phụ của dương. Ui á, ui á, đại ca này bà khoan chuột chuỗi ghê nha, nó khoan lòng đất gì ghê mày, khoan mà không để lại dấu vết luôn. Các bạn có thấy có sự nhảm nhí ở đây không, khoan mà không để lại cái lỗ thủng nào trên lòng đất hết đấy. Bảo phòng bà khoan như một vị thần á. Rồi thanh niên cầm súng nè, chưa chết nữa, quá lì. Các bạn có tin là giờ mình đánh với năm đứa này mà mình thắng không? Đấy, mặc dù là mình đang mất máu rất là nhiều rồi đấy. Các bạn tin mình win không? Tụi mày đạp cho nhiều vô đây, không có thiên nghe gì đâu. Chạy ngứa chứ làm gì mà. Đấy, khoan nữa. Chuột chuỗi, mèo, chó, gà thì xuất chiêu hết đi. Rồi, còn 4 con, mình đã giết được một con rồi. Bây giờ còn 4 con. Mình có cảm giác là như thua rồi sao á. Nó gây choáng mình mất tiêu, giờ đánh đấm gì nữa. Thôi thua rồi. Không thể nào mà ăn nổi. Cầu quá, bọn này cũng khách đâu. Trâu này, trước khi chết mình cũng phải giết được đứa chứ. Rồi, không ổn rồi, trắng máu rồi. Thôi, thua. Hay lắm, tao sẽ quay lại trả thù mày sau. Được đấy, à, phầu cái trước khi chết nè. Ui, còn con cà máu. Rồi, bye bye, ui, chưa chết rồi. Ui, đứng mày lì rồi đấy. Rồi, thua. Do trận hình mình sơ hở quá, mình chủ quan quá, mình khinh thường với con chuột chuỗi quá. Giờ mình mang cái thời gian này vào cho bố nó, ông tổ của nó đam cũng không chết nữa. Đó, giỏi đam đi. Anh giờ mặc trang phục hoàng kim rồi, anh chém cái chết mất tiêu rồi. Chơi bờ gì nữa. Ui giời. Ui sao giờ mình lại thấy cái lỗ của nó nhờ. Bây giờ các bạn nhìn dưới chân của con chuột chuỗi nè các bạn. Các bạn sẽ thấy cái đó, giờ có cái lỗ. Xong nó bay lên cái nó lắp cái lỗ lại. Đậu phộng không, nó không chừa cái lỗ cho ai xuống mà. Chỉ được mình nó xuống thôi. Chơi gian xạo mà có luôn. À không sao, mắt dù hâu của mình sẽ giết. Mắt dù hâu của mình là vượt qua đẳng cấp bờ rào rồi mà, hàng rào rồi mà, sợ gì nữa. Nhân vật chính, tao giao nhiệm vụ cho mày xử cái thằng đó đó. Rồi, còn con đầu bếp này để tao. Tao không cấm mày giết nha, tao không cho mày giết đâu đó nha. Đậu phộng tao cấm mày rồi, mày cũng giết mày. Đúng là mang trang phục cho mày một cái sự sai lầm thôi. Biết đi, không cho mày mang nữa, tao mang thời gian cùi cho mày thôi. Đấy, đây mắt dù hâu nè, hai mắt diều hâu đi với nhau nó mới hợp nè các bạn. Đây đó, thấy chưa, như thế này mới là mắt diều hâu hai đứa. Có điều tiếc là cái kiếm của nó cũng khá khá yếu, khá khá xấu.
thân kiếm của nó không có đẹp được như mình, áo choàng cũng đâu có đẹp được như mình đâu, thân hình thì cũng ngáo ngéo, người ta có râu đàng hoàng, này bên kia không có râu. Cây kiếm cũng y chang mà lông, nhưng mà đây là một sự giả mạo, cho nên lưỡi kiếm nó không được to và cái đầu kiếm nó cũng không được đẹp như của mình. Thôi đáng tiếc, đồ giả mạo lúc nào cũng là đồ xấu thôi, không có thể nào mà qua được mình. Ủa Mr. 4 dắt con chó đi chơi chưa kịp làm gì hết, chết rồi. Đậu phộng, anh ấy dắt chó ra, anh ấy chưa kịp làm gì hết, bị dắt mất tiêu rồi. Đáng tiếc thiệt chứ. Rồi ok, để tao, để tao. Rồi nhưng mà chính mày phao cái thằng cầm búa đi, tao dắt y tá ra. Y tá xinh đẹp là phải để. Đậu phộng, mày có bị điên hả ông? Tao kêu để ra tao rồi, mang cho mày một cái đồ bộ đồ mới này, nó không còn không nghe lời mình nữa. Đáng ghét thiệt chứ. Ui giời, chơi bài gì? Ai, mình sẽ đi nhận nhiệm vụ thôi. Thử làm trận đấu trường coi sao. Đấu trường ơi, có thằng nào yếu yếu không, chơi thử dán đây. Đây, để mình mang lại cái trận hình chính của mình đó. Đây, mang đồ nghề rồi vô. Giờ mình cũng chả biết đồ mình nó nằm ở đâu nữa. Raylor hả? Raylor làm đồ quay ta. Thôi dẹp luôn đi. Khỏi cần nữa, giờ dứt luôn, không cần phân vân. Cấp 69, dứt cái thằng cấp nhỏ nhất. Đấu trường đúng không? Rồi để coi bọn em mạnh ra sao. Lâu ngày anh không đi chiến đấu trường thì không biết bọn em trong đây bọn em tu hành thế nào rồi. Lặt quá bạn ơi, vô lẹ đi. 43 cái đứng luôn rồi. Rồi trong thời gian chờ đợi chúng ta chỉ biết ngáp, chỉ biết chờ đợi thôi chứ làm được gì. Đó rồi chùa. À cây nu à. Wow trời ơi. Thôi thế này là anh cám rồi. Mấy đại ca, mấy anh, mấy chị có gì từ từ nói cho em mời với anh đi uống cà phê chứ đừng đấm em hung dữ vậy. Em muốn vào em chiêm ngưỡng sức mạnh của anh thôi chứ không phải chịu thua. Đấm nhưng mà dữ trời, cái con ghê lùng lùng mà đấm ghê được á, đấm mắt nửa ống máu luôn. Rồi Raylor rồi, chị em không ăn thua, không nhích thịt miếng xíu máu nữa. Thôi thôi mấy anh bình tĩnh nha, mấy anh có gì từ từ thôi. Trời ơi, đá bay sát luôn rồi. Ông kia ông già mà ông sung dữ, già mà đá như một vị thần đó. Ui trời ơi là trời. Sao mày lùng mày nhỏ con mày đánh ghê vậy? Phải không? Để tự Luffy hả? Đúng rồi. Con này là con rùa gì nè. Rồi ok thôi, mình quyết tâm là từ giờ mình sẽ không bao giờ trở lại đấu trường nữa. Nó chơi gian xảo quá, nó thấy mình ăn yếu, nó ăn hiếp. Thôi mình cũng kết thúc clip tại đây. Clip này test mắt diều hâu rồi trời. Mang đến lại cho các bạn con tướng mắt diều hâu, để các bạn biết được những cái sự đẳng cấp của mắt diều hâu. Khi mà anh ấy đã vượt qua cái đẳng cấp hàng rào, để anh ấy lên bờ rào. Và cũng như là mỗi lần đánh người thì anh ấy khiến cho mục tiêu bị nứt tụt khát nước. Thì mình đã test sơ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình. Nhớ like, share, subscribe cũng như là kích quảng cáo nhiều, ủng hộ cho mình nha. Ở giây thứ 5, phút thứ 10. Ở giây thứ 10, phút thứ 5 và phút thứ 10 nha các bạn. Mình nói nhầm. Giây thứ 10, phút thứ 5 và phút thứ 10. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Chúc các bạn buổi trưa thiệt là mát mẻ được và chơi vui đặc trình mây tốt luôn nha. Chắc là nó ra đó. Không biết ra hay không nhưng mà thôi. Rồi bye bye.